Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đang thí điểm tuyên truyền tác hại của rượu bia bằng hình thức phát tờ rơi và các khẩu hiệu, đồng thời thành lập tổ xe ôm miễn phí đưa người say về an toàn. Bên cạnh đó, thì chính quyền quận Hoàng Mai còn vận động các quán bia rượu thành lập tổ xe ôm đưa người về nhà quá chén về nhà. Thành viên tổ này chủ yếu là nhân viên của nhà hàng hoặc kết hợp với hãng xe công nghệ luôn sẵn sàng đưa khách hàng có biểu hiện say rượu bia về nhà an toàn. Công an quận Hoàng Mai cho biết để mô hình trên đạt được hiệu quả cao, không hình thức, đơn vị này đã duy trì nhiều tổ công tác phối hợp cùng với cả công an của các phường thường xuyên tuần tra nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc